này ngày trước làm cái này là kia rồi, kia là cắt tôn rồi, ok. Cái này ở giữa anh phải làm cái cột anh ạ, không cho dập nó kéo dính kẽm nó kéo nó sập đấy. Cột ở giữa này. Đằng kia là dính vào cây kia nhưng mà mình được chia. Đây này ngon kìa. Hôm nay sau này chia lên tấm mái này ngon rồi. Sau này dưới đây anh làm tấm mát to cho em nhé. Cái bể nước to ra anh ạ. Đừng để cho nó mát. Cái này chỉ cần mua một cái bơm toán 370 là chạy được. Không cần to đâu, thì em làm rồi, chia đôi ra. Chủ tịch, mình có được cổ đông. We'll be right back.